Thơm nha. Thơm. Ê. Đấy. Ừ. Còn chưa? Đây. Biết chưa? Sầu riêng cơm vàng hạt lép đây. Mời mọi người ăn sầu riêng nhé. Cơm vàng hạt lép à. Cơm nó dày nè. Mới vừa chín tới rồi. Cái này mà... ngọt kiếp. Ngọt rồi. Này mà nó chín chừng nào á là bắt đầu nó ngon chừng đó. Em đĩa cái dao vô mà lắc nó ra cái vỏ nó còn ngon nữa. Còn cái đây là nó chín nó còn ngọt sao đúng không? Cái này vừa tới thôi. Hello cả nhà nhá. Rất vui được gặp lại cả nhà mình trong video tiếp theo trên kênh Gia Lang Tây Nguyên. Như mọi người đã biết rồi là Tây Nguyên là một vùng đất ở Ba Giang rất là màu mỡ cho những cây cao su này, cây cà phê này. Đặc biệt thời điểm ở đây là người ta còn trồng thêm một bộ loại cây rất là nhiều nữa, đó là loại cây sầu riêng. Cây sầu riêng ở đây là cũng rất là hot luôn. Anh trai tên gì anh trai nhỉ? Em tên Dũng anh. Anh Dũng anh ở đâu? Ở Tiền Giang anh. Ở Tiền Giang luôn? Dạ. Rồi ở Tiền Giang lên tặng tới Kon Tum mua sầu riêng luôn. Dạ, ở đây sầu riêng rất ngon anh. Đây. Ở đây ngon đúng không? Dạ. Cơm vàng hạt lép. Dạ. Như một trái này tầm cỡ bao nhiêu ký đây? Trái này 6 ký anh. Wow, khá khủng nhỉ. Anh mua hết vườn này chắc quả hôm nay em dự tính mua hết vườn này còn cỡ bao nhiêu tấn? Vườn này chắc cỡ 7 tấn anh. 7 tấn hả? Dạ. Quá khủng nhỉ. Dạ. Hôm nay là tầm giá khoảng bao nhiêu tiền một ký nhỉ? À này mua xô, xô 70 anh. À xô 70. Dạ. Lùa. 7 nhân 7 49 đúng không? Dạ. 490 triệu hả? Dạ. Thứ 10 triệu nó toàn nửa tỷ nha. Dạ dạ. Mình đi hái sầu riêng này chắc mình cũng cần có kinh nghiệm đúng không? Sầu riêng này thì nói chung là cũng kinh nghiệm lâu rồi anh. Chứ không có kinh nghiệm thì mình phải vỗ phải, biết trái nào dạ, là chứ cắt và phải chuẩn mới được. Chứ không chuẩn là cái dao mình vỗ nó kêu tiếng như nào là biết anh nha. Nó kêu bọc 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 anh. Đó. Đó anh gọi thử. Gọi thử. Đây. Kêu thế là bọc quá ha. À, đó là già đó. Cái kêu này là kêu tiền vô. Còn nó kêu như nào là non? Nó kêu cái cốc cốc là kêu tiền ra là cắt non á. Cho nên là cắt phải kỹ. Dạ. Mình phải chọn cái nào cho nó già đúng không? Mình biết dạ. Đi này... đi hàng này lên hả? Hàng này lên. Nghĩa là đợt này mình cắt không hết thì đợt sau mình vô cắt tiếp. Dạ dạ, cắt hai ba cổ luôn anh. Chứ không phải là mình dạ, ở đây nó già không có điều như ở Tiền Giang. Dạ. Dạ dạ. Đi clip này đi lên nè. Ở đây vùng đất đỏ Ba Giang này là những cái sầu riêng rất là ngon. Tự nhiên cắt đây cái nhảy mà nói vậy. Cắt đi theo đi thử rồi. Hàng đi anh ơi. Qua đây clip này đi qua đây nè. Đưa dao đây tức. Dao hàng đi. Ủa ông cái dao anh đâu? Dao. Cái xe lấy cái đi. Xe lấy cái đi, mọi người cái cắt cho nó nhanh đi. Bây giờ cắt bây giờ anh chưa xong anh. Dạ 2 tiếng hồ xong anh. À, anh tên gì anh à, quên lộ tên. Em Dũng. Dũng. Dạ. Bao nhiêu năm nay Dũng bao nhiêu tuổi nha? À nay 46 anh. À 46 lớn hơn mình 6 tuổi. Dạ. Đây. Đây, qua đây. À. Qua đây nhìn anh Dũng biết có tầm cỡ bao nhiêu muối không? Chứ không phải. À, được ba nói chung là u quá cái đó là tính học là không ấy tới này mới đời mới vô nhất nè. À. Đây này vô nhất đây. Đi hái cái quả nào chín là thơm đúng không? Có anh, chúc có ạ. Thơm là có quả là thơm, anh em mình làm luôn quả nha. Ok. Không nhớ không? Dạ có, chúc có ạ. Anh là chuyên đi mua sầu riêng, chuyên đi mua vườn hả? Thì em mua thì cũng nhỏ lẻ thôi. À. Mua cũng vườn vài ba tấn vậy đó, chứ không có mua như mấy công ty kia. À, công ty lớn người ta mua nhiều đúng không? Dạ dạ. Thế, đây là anh Phới cả nhà, anh Phới đây là chủ vườn này. Xin chào. Bây giờ chuẩn bị là... ôm nửa tỷ rồi nhá. Anh có đem túi để đựng tiền chưa? Có. Có túi đem bao qua nhận tiền chưa? Có, có túi anh đơn giản mà. Đây túi đó, túi đó hả? Đọc tái giờ là cơm này. Túi này đựng bao nhiêu cũng xong hết. Để cơm. Nghe cái tin cái là có tiền đúng không? Đấy. Cơm đỉnh không quen. Quả đã chín chưa? Chưa anh này thử cơm. À, thử cơm hả? Dạ, đây. À. Thử cơm. Như này để nó hư không? Thế mình thử này thôi bỏ anh. Ồ đã nha. Bỏ luôn à? Bỏ hả? Dạ. Phi thế. Tí cho em mang về nha. Dạ. Đây. Ăn thử coi ngọt không? Thử. Đó, nếu mà cơm vàng một ngọt mới cắt nha. Dân khai nha. Dạ. Đã nha. Dạ. Cơm ngon đấy. Cơm được không anh? Được. Cái này ngọt đấy. Ngon không? Quay cho nó gõ nét. Ngon. Ừ. Gõ lắm à. Rồi. Ủa. Dân khai luôn. Bỏ nét nó không vàng. Có nét hết rồi, nét đầy đủ hết rồi. Bỏ nó tí ăn với uổng, bỏ uổng lắm. Cái đó về anh hấp cơm chiên cũng ngon nữa. Cơm. Ê, ghê vậy? Em để ra chỗ nào đó đi tí anh cầm về ăn chứ bỏ uổng lắm, bỏ phí. Trong làm gì hơn
trồng ra cây sầu riêng khó. Giò heo, giò hầm. Cho anh miếng này, để cho anh miếng này. Giò heo hầm. Đây, có ai cầm sọt bắt không nhỉ? Ngon quá. Em hàng này tức rồi. Còn cây dưới kia nữa. Máy này chưa được là mình để lại được sau đúng không? Đúng rồi. Nó già không đều. Đó, vậy là già đó. Nó bộ bột là có tiền đúng không? Dạ, này là tiền vô. Tiền vô. Còn mà cắt mà yếu quá thì tiền nó ra. Cái đây là mình cắt mình xong trở về Tiền Giang luôn hay sao anh? Không, trở về dưới Gia Lai anh. À, Gia Lai hả? Dạ. Gia Lai có chỗ nhập đúng không? Có anh. Bây giờ anh Dũng nó bắt đầu lên cây nha. Anh Dũng là một người trẻ tuổi thôi nhưng mà cái kinh nghiệm về sầu riêng chắc cũng khoảng 20 năm rồi nhỉ. Được 20 năm chưa anh Dũng? Cũng mười mấy năm rồi anh, muốn ở Tiền Giang á, mua lạc vẹt tới giờ luôn. Sầu riêng bây giờ ở đây, ở Tây Nguyên đang rộ quá rộ luôn nhỉ. Đúng rồi. Okay, em kia, bác lấy kìa, bác lấy sầu riêng kìa em. Rồi, quả đó to đấy, quả nào quả nấy to chà bá nha. Đây là mình bỏ hết ở dưới cây xong tí nữa thì mình đi gom ra xe một lần luôn đúng không? Đúng rồi. Gom ra xe rồi mới cân ký ngoài xe hả? Đúng rồi anh. Những cây sầu riêng quá là nhiều trái luôn. Anh phơi năm nay được mùa rồi. Phơi năm nay trúng bánh rồi, năm nay thu nửa tỷ rồi. Một lần thu như này tầm cỡ 500-700 triệu là bình thường nha. Có vườn nhiều phải cả mấy tỷ ha. Đúng không anh? Đúng rồi. Anh đi thu như này vườn nhiều nhất thì khoảng cỡ bao nhiêu? Cũng mấy chục tấn cũng có nữa. Ta có vườn cả trăm tấn cũng có nữa. Quá nhiều. Nhưng mà mình thì mua vườn nhỏ lẻ thôi. Kinh phí mình còn ít. Còn không yếu đúng không? Yếu không có đủ bằng mấy con dừa. Kinh phí yếu thì mình thuyền nhỏ mình đi xuống nhỏ thôi. Từ từ. Thuyền nhỏ ra sóng to không được. Giờ mình gõ cái nào chưa được là ngày mai cắt tiếp hay là qua tuần nữa? Tuần sau anh? 4-5 ngày tùy theo. Tuần sau là cắt tiếp đúng không? Đúng rồi. Wow, cây này mọi người xem này. Đã chưa? Wow, trời ơi, trái cây này phải có 40-50 trái rồi. Có chín đó nha. Chín không? Thơm chưa? Tình kè chắc có chín. Cái thằng này kêu chín đây khui ra cho. Anh Dũng đã phát hiện là có một trái chín rồi, nhưng mà không biết là trái nào đây. Anh Dũng đang đi gõ để xem quả nào già rồi cắt. Đúng rồi, nghe thơm nè, thơm rồi. Để anh phới, vì vô đưa thang đây. Đây là đi hái, này là chủ nhà phải phục vụ thang à? Trời mưa, không, trời mưa trơn trượt, an toàn là trên hết chứ. Bất kỳ á. Có lẽ mấy này đi hái phải tự đưa thang đi chứ. Sao? Nói chung là mình ở không mình cua mấy ông cắt. Rồi. Phụng cho mấy ông cắt cho mấy ông cho nó nhanh đúng không? Ừ, mỗi người mỗi tay. Đây nè, tới. Vườn nhà anh này bán chưa anh Phới? Bán rồi Phương. Nhiều anh? Anh cắt giá 68 đó. Mình chỉ cái công cụ đơn giản là một cái dao cắn vàng thôi. Cái nghề sầu riêng này không có gì khó hết, hai cái đôi dài với cái dao là một ngày lương thu nhập vô cả 1,5 triệu. Chỉ cần một cái dao cắn vàng với đôi dài với đôi bao tay thôi đúng không? Đúng rồi. Đơn giản không có chi phí gì cao hết. Chi phí vài chục nghìn thôi. Dũng mở lớp đào tạo dạy học viên mà. Đây, tay chín đây. Đâu rồi, chín đó. Thơm không? Nên nó chín là nó bay mùi ra thơm hay sao anh nhỉ? Thơm à? Thơm à. Đây, xuống dưới đi rồi khui. Rồi. Rồi, người thử. Quảng cáo thương hiệu rồi coi. Thơm. Đúng không? Thơm, nghe thơm anh Dũng ơi. Qua lên đây có ví dụ như ai có vườn sầu riêng liên hệ với anh Dũng nhá. Đúng rồi, mua rất ok. Giá mua rất là cao luôn, hái thì rất là chuyên nghiệp luôn. Liên hệ với số nào anh Dũng nha? 0377 689398 689398. Rồi xem được cái video này chắc chắn là cũng sẽ có người có vườn sầu riêng này.
Dạ. Và liên hệ với anh Dũng, với số đó thì anh Dũng sẽ thu mua giá rất là cao nhé. Có ưu đãi tặng quà gì cho bà con anh nhỉ? Có. Chắc mua xong phải tặng cho vài lít rượu hoặc thùng bia vậy nhỉ? Rồi. Bấm cái này luôn đi. Mấy cái to to luôn, quá khủng luôn mọi người. Đúng là mình cũng dân nông nghiệp ngày xưa kia, nhưng mà bây giờ mới là nhìn thấy được cái vườn sầu riêng như này. Ngày xưa cái thời gian ở đây không có trồng sầu riêng. Đúng rồi. Ngày xưa em ở đây đi làm nông cùng với anh Phới mà, nhưng mà bây giờ trồng mấy cây ăn chơi thôi. Vậy hả? Bây giờ thì rộ lên sầu riêng hot vài năm gần đây thôi chứ. Trước kia đâu có sầu riêng đâu. Đùng có giá lên bắt đầu xong xưa đổ nhau mà trồng cây ăn trái. Đúng rồi. Giờ hiện bây giờ cũng có người còn chưa trồng nữa mà. Chưa trồng cũng đang mong men để trồng đúng không? Bây giờ bắt đầu trồng nữa. Hai trồng. Phới ăn Tết là to rồi, năm nay được mùa sầu này. Ừ, nói chung là ăn Tết to hơn mùa năm. Như này là được mùa hơn anh Phới? Như này được mùa chưa? Tạm được em, cũng chưa. Được thì so với những người chưa thành thạo lắm, còn đây là ăn cũng mùa là tạm ổn. Năm ngoái là anh thu được bao nhiêu? Năm ngoái năm nay anh thu vừa tơ vừa già được 6 tấn. 6 tấn là 6 tấn 4 tấn rồi cũng 500 mấy chục triệu nhỉ? Ừ. Năm nay không cố được 1 tỷ à? Năm nay nói chung là nếu mà tầm cỡ này cũng cỡ tỷ đi trở lại rồi. Nếu mà rắn cây tỷ nữa thì còn tốt. Đâu ta chín rồi. Được cái gì? Chết đi rồi. Ta chín rồi hả? Nếu mà chín đây đây nè. Không biết trái nào đó. Chết đi rồi. Thôi để tí mình cứ hái để tí mình tìm trái cái to hơn cũng được. Còn nhiều nữa mà. Mình còn nhiều mà. Còn nhiều nữa mà Dũng. Còn nhiều mà. Ông kia không biết ông xách ra xe rồi. Nãy giờ tiếp tục cây khác, nãy giờ mới có 3 cây thôi mà một đống trái rồi. Chín rụng đó. Ừ. Nãy giờ mới 3 cây thôi mà cả đống trái rồi. Đúng không? Mày có đây chín hay sao anh? Không phải thử cơm anh. À, một cây nào cũng thử hay sao? Dạ. Một cây là mình thử một trái này hả? Không. Đây mình nghi ngờ mình thử thôi. Mình thử cây cơm đó, cây có ngọt bột ngọt không á? Ngọt, anh thử đi. Ừ. Thử đi. Được. Thơm nữa. Quá ngọt. Cơm ok không để cắt. Ok này. Đấy, cắt đi. Ok. Thôi, ông chủ là chốt rồi. Cắt cho mạnh dạng tay. Cắt miếng sầu riêng cũng chuyên nghiệp đấy nhá. Đúng là dân chuyên nghiệp có khác. Nó ưa bị sượng lắm. Ừ. Mưa nhiều. Ok hả? Cái này chưa sượng. Thử miếng nè. Ăn cái này vẫn ngọt nè. Cái này mình hầm với giò heo, với sườn heo rồi ăn ngon lắm nha. Đúng rồi. Hết chủ chê luôn. Mấy cái đó bỏ hả? Dạ mấy cái này bỏ rồi. Tí em lượm về nha. Ờ. Được không? Chú chê. Hồi chú anh cũng lấy vài tái gì chứ đâu lấy bao đó chi. Đây có chín nữa nè. Cái này chín nữa hả? Không phải tợp. Em lấy về em để dành nó chín em. Kè có tái chín rồi lấy tới xuống tính. Ờ cái đồng kia. Đó. Lấy tới xuống đây khui ra mình quay đồ. Ngày hôm nay tên gì? Em ở đang tên gì? Đó tên Tuấn. Tuấn hả? Dạ, cháu. Đấy, tái rụng rồi đấy. Ờ cũng đang đào tạo á. Ừ, đang đào tạo đi. Ở đây thì vô học nghề thì không có tốn tiền, chỉ con gà lít rượu. À, vậy hả? Ờ ai có học nghề cắt sầu riêng thì liên hệ với số máy nãy đó rồi. Chỉ là con gà lít rượu thôi. Rồi ok. Chứ không có lấy tiền lấy bạc của ai hết. Đây. Đây chính hả? Không phải cái kia kìa. Thằng em kia kìa. Quả kia to hơn kìa. Quả kia quả rụng ấy, quả đây nãy em đã bẻ mà. Đó, chín chưa, thơm chưa? Đưa cái dao anh Phương. Ờ, đưa dao bổ. Cái này chắc bị... Đưa ra. Thơm không? Được không hay là nó... Chưa ngon hơn. Chưa ngon mấy đúng không? Dạ, dạ. Để tới nào có mùi thơm. Để ra có mùi ra. Cái này tuy nó rụng nhưng mà nó vẫn chưa có mùi. Cắt tới đây tới. Em chưa biết cắt là cắt nhiều hơn một tí, đúng không? Ừ. Tên rút tên, dạ. Bán nhà này em. Hả? 100%. 40% à. Cơm này... Quá đẹp luôn, quả nào quả nấy to chà bá luôn. Hai đợt cắt được tần mấy anh Phới nhỉ? Được cỡ nếu mà ấy là cỡ hơn tấn. Tần 6 tấn à, hơn tấn tí đúng không? Hơn tấn tí. Còn rụng thì chắc cỡ 3-4 tạ gì đó. Như cái vườn cây này được mấy năm rồi anh Phới? 5 năm rồi. 5 năm à? 5 năm là trồng được 3 năm là thu đúng không? À 3 năm chưa đâu em.
chạy bên này nè. À, cái vườn này là được 5 năm rồi. Nhưng mà anh thu được mấy đợt như này rồi? Anh thu năm nay năm thứ hai đây. Năm thứ hai à? Năm đầu tiên anh thu được bao nhiêu? Năm đầu tiên anh thu được vườn này được 6 tấn này. 6 tấn, 6 tấn, 4 tấn được 500 triệu đúng không? Năm thứ hai được 500 nữa. Cho nó 400 thêm. 400 hai hộp. Năm nay là được 500 nữa. Xuống sân này anh đâu có đi được. Đây là có Dũng này. Có trái chín, anh Dũng đã tìm được một trái chín vừa ý rồi. Lọc muối đi. Tận muối luôn hả, chứ không phải bộ cái kiểu kia hả? Quay mặt rồi với. Anh nghe thơm, cái này thơm à? Thơm. Thơm là được. Cũng đi chai xuống là thơm phức à. Ừ. Đã nha. Cái thằng dưới gãy đồ nghề nha. Bộ sầu riêng sống rất là khó bổ luôn. Bạn nó thấy. Để nó chín nó dễ hơn đúng không? Chín nó dễ bổ hơn tí. Đấy, anh cho mượn tìm cứng nè, bấy nó ra nó tiện hơn. Đúng rồi. Vậy cái dao hành nghề kia nó gãy mà không có cái hành nghề nữa. Nó như người mẫu mà. Con dao 2 tỷ đấy. Ừ. Ơi ba. Kiểu nó còn thơm nha. Thơm. Ê. Đấy. Ừ. Còn chưa? Đây. Biết chưa? Sầu riêng cơm vàng hạt lép đây. Cơm vàng hạt lép đây hả? Ăn đi anh ơi. Rồi, ăn đi. Ăn đây. Đây. Đưa nó cầm cho anh bổ đi rồi anh em cùng ăn luôn. Rồi. Anh bổ tiếp đi. Ăn đi. Đây. Rồi. Đây ăn chưa kìa. Ăn đi. Ăn anh Phới ơi. Rồi, cứ tự nhiên. Rồi. Bổ tiếp rồi. Cái đây được mấy muối nha? Này còn mấy muối nữa. Còn được hai học một muối, một học hai một muối. Ừ, ngon. Anh Phới ăn đi anh Phới. Rồi, cứ tự nhiên đi em. Sườn à? Sườn chắc do chưa chín đúng không? Bình. Mưa quá. Dũng sáng nay có ăn sáng chưa? Có tay luôn với Dũng. Có chứ. Đây. Rồi anh Dũng ăn đi anh Dũng ơi. Em quá ít ăn lắm anh ơi. Thử miếng rồi. Ăn cái gì mình... Không ăn được sầu riêng à? Không có, em ăn... Nghiết rồi em sợ béo. À. Rồi, mời mọi người ăn sầu riêng nhé. Cơm vàng hạt lép à? Cơm dày nè. Mới vừa chín tới rồi. Cái này mà... Ngọt khiếp. Ngọt ngay. Này mà nó chín chừng nào á là bắt đầu nó ngon chừng đó. Em đĩa cái dao vô mà lắc nó ra cái vỏ nó còn ngon nữa. Còn cái đây là nó chín nó còn sơ đúng không? Cái này vừa tới thôi. Mỗi người mỗi không bị phương à. Vâng. Ăn một quả no luôn trưa khỏi ăn cơm luôn á. Đít sượng nè. Không, này không bị sượng nè. Cái đít sượng. Quá ngon. Hai năm là thu được 1 tỷ rồi, cái chi phí đầu tư có cao hơn anh Phơi? Cái này nói chung là thu cao, chi phí rất cao em. Nếu mà một năm như vậy là thu được 500 triệu thì chi phí đầu tư khoảng bao nhiêu? Đi lên. Nếu mà tính theo gốc thôi mà, theo 100 gốc á, mình chi phí kỹ cho nó gốc 1 triệu đi. Là 100 gốc cái gì, hèn 100 là sao? Triệu vậy đó. Hèn đó là sao? Nói chung là mình vừa làm sao mà để cho cây... Kiểu hèn tâm tóc, hèn tâm gốc là sao? 200 gốc. Phát triển cây là được. Chín nữa đây. Chín nữa hả? Chúc cho anh già làng về tái về quê nha. Nó cũng êm ở trong nhà mà. Ngon. Mày tay tao giả tao đấy. Có cần anh chuyển sang tới có ai cho đem nước để uống không anh? Mình thật sự hay mình chăm sóc nó kỹ nhiều chừng nào thì cây nó phát triển. Thái nhiều luôn. Cứ hàng năm mà thấy cây nó phát triển lớn là bắt đầu giá thành nó cao lên vậy mà. Anh ăn đi, anh ơi. Ui, muối nhiều nhỉ? Đây muối nhiều nhỉ? Anh ăn là nó chưa ăn cơm không nổi. Đây là anh Phới, ngày xưa mình cũng ở gần nhà anh Phới đấy nha. Thì ngày xưa anh em cùng làm rẫy với nhau, ngày xưa trồng cà phê, trồng bắp nha. Rồi, ngày xưa anh em mình sống còn cái đèn dầu rừng còn chưa có điện luôn. Nguyên thủy mà. Chứ ở khu vực này chưa có điện, còn đèn dầu ở nhà tranh vách nứa, tối ngủ mưa dầu nha. Cái đường guitar. Cái đường guitar với tối nhậu nhậu cái đèn dầu, lít rượu trắng, cá khô là xong. Ở khu vực xã Ngọc Vang đây là người dân Quảng Ngãi là lên đây làm kinh tế mới cả nhà, cách đây khoảng cỡ 20 năm nha. Hai mấy năm. Hai chục năm hơn 20 năm rồi đấy. Năm 95 tới giờ. 95 tới giờ.
Thì lên đây đầu tiên lên đây trồng bắp, mì đúng không? Bắp mì, trồng bắp xong trồng mì. Ừ. Trồng mì xong rồi chuyển qua trồng cà phê. Qua thời gian gần đây thì cây sầu riêng nó rộ á, nên là bà con ở những xã Cầu Vai nhiều người thoát nghèo cũng nhờ cây sầu riêng đúng không? Đúng rồi. Chứ còn cây cà phê thì nói chung giá của nó thì bấp bênh. Nói chung là nếu mà như mấy năm trước em biết rồi đó. Ừ. Giá cà phê còn hiện tại năm vừa rồi là cà phê nó lấy đục biến đó. Ừ. Mà nếu cây ăn trái kể cả cây cà phê được cũng vậy em à. Hay giá lên cao chừng nào là bà con nhà nông mình phấn khởi chừng đó. Ừ. Và đặc biệt thời gian gần đây là cây sầu riêng. Ừ. Rất là rộ luôn. Ừ. Cây sầu riêng mới được trồng ở đây khoảng hơn 10 năm nhỉ? Hơn 10 năm. Hơn 10 năm nhưng mà... Nói chung là ngày xưa á, cái cây sầu riêng trồng ở đây cách 20 năm nhưng mà trồng cái kiểu như chăn trong cà phê à, ăn chơi em à. Trồng kiểu trồng dặm ấy. Ừ, trồng dặm rồi sau này thấy có giá, kết quả bội thu đó. Kinh tế. Mà bắt đầu bà con mới xúm trồng vô. Ừ. Trồng vô là bây giờ nhiều người thoát nghèo nhờ cây sầu riêng nha. Anh, ừ. Anh mua được mấy lô đất rồi, đã mua ô tô chưa? Được chưa. còn đang mơ, còn đang nghèo à? Ờ, còn đang chưa thoát nghèo à? Nếu đợt này thu 500 triệu, đợt sau năm sau thu 500 triệu nữa là chắc cũng phải thoát nghèo chứ. Đấy, nếu mà cứ vậy là thoát nghèo luôn em à. Nhà vườn cây rất là xâm xê được triệu quả luôn. À, chúc mừng anh nha, chúc mừng anh là trước mắt là cảm ơn giờ làm. Anh em mình có duyên lâu quá rồi mới gặp lại mà trúng đợt anh đang cắt sầu riêng luôn. À. Trước mắt là cảm ơn em. Em ra em ăn hết cái rồi này em cho hết thì còn cái học dưới em ăn đi. Có học dưới à? Ừ, còn một học dưới đây. Nó nhiều lắm, còn một ăn nữa. Ê, chập đứa mà tiêu thụ không hết là cứ để đây là đối đâu ăn đó. Rồi, tí nữa đói ăn đói. Để... Ngon. Ngọt không? Ngọt sợt luôn. Cái này nó cũng y như mà chú móc của mình á, giờ làm. Ừ. Hay nó mỏng ra chừng nào, nó chín mà dễ khu chừng nào, nó còn ngon béo chừng đó. Nhìn nhiều này mà hái giờ trưa xong rồi hả? Anh em cắt có nếu mà cái vườn thấp cái này cắt vài tiếng đồng hồ là trọng lượng tấn nó có liền em. Ừ. Ừ. Mà chủ yếu là cắt cái lựa trái nào già rồi anh em đi cắt. Ừ. Nghe đâu anh? Không có bạc mà. Hello hello anh nhá. Ở đây là vườn của anh Phới, đây là bạc ngàn cà phê luôn rồi nha. Nhưng mà có những cái cà phê này nó chín bị sớm nè. Do những mưa sớm á, chín bị có những cây này chín hơi sớm nè. Tầm cỡ 2 tháng nữa thì mới thu. Quá ngon luôn anh. Nói chung là cây tơ nó như vậy á. Em xem cây mà mình thu được cái dòng lá vậy là nó còn phát triển mạnh. Ừ. Vườn này qua đây anh được bao nhiêu cây? Anh đây được 150 cây. Ừ. Thu cho thu là được hơn 100 cây em. Vừa lớn vừa nhỏ, già rồi là 120 cây. Dạ. Nhìn cái dàn lá của nó còn xanh mướt kìa. Ừ. Nói chung là mình ăn trái nhiều là mình phải đầu tư phân bón rồi cho nó đầy đủ em à. Dạ. Nhìn... Nó sẽ xúc xuống là ví dụ như mình ăn nhiều mà cây bắt đầu cành nó chết là cũng thua luôn á. Dạ. Không nhìn trái nhiều thu xong rồi còn lá còn xanh mơn mởn luôn à. Có cà tiêu nữa anh. Ừ, ngày xưa anh làm trong đây đắm cà phê giờ làm. À cà phê bây giờ phá trồng cà tiêu. Gốc cà phê còn nó rồi bắt đầu cây 3 năm lên anh mới phá ra mà. Phá ra trồng tiêu xong rồi giờ trồng sầu riêng. Năm thứ tư là anh có thu nè. Ừ. Cây này được không? Đây là bà chủ đây cả nhà, bà chủ đây là vợ của anh Phới đây. Hôm qua mới nhuộm tóc của đỏ lửa, tóc lên màu chưa? Nó nhuộm người ta phủ quạt, nhuộm đen rồi. Nhuộm đen hả? Mới đưa hai hàng mà hái chắc đầy xe là... Đây mình chở, ngày nay mình chở xe đó chở được cỡ mấy tấn? 2 tấn rưỡi à? Chở 2 chuyến à? Chở 1 chuyến à. Thế là cắt giờ trưa xong là cuốn gói luôn á? Đúng rồi. Chở về Gia Lai. Ừ. Trái quá nhiều luôn rồi. Xem này, trái chưa chít luôn này. Trái khiếp à. Khiếp trái. Để anh đi thằng 82 nhá. Giàu chứ khá gì nổi à. Hả? 72. Rồi, anh đi về đi. Có xét qua giùm tôi cái nha. Hả? Để nó tự sửa luôn, nó điện luôn rồi. Anh chiều anh chỉ đi với nó thôi. Máy cày dưới. Bơm tin mới, bơm tin cho máy mà. Đó, anh, nha. Anh khi bơm, anh khi xịt đến là anh đừng... 7 hàng nữa, đi được 2 hàng, còn 5 hàng nữa.
Cái này cái tơ trái cũng quá nhiều luôn. Cái này chưa được anh? Được chứ. Được làm luôn đi. Anh mua ở trên này lâu chưa? Sao? Anh đi mua ở trên con tôm này lâu chưa? Mua đây lâu rồi. À. Quen mặt hết luôn rồi đúng không? Dạ. Dân này chắc quen mặt hết rồi. Dạ. Qua video này chỉ cần nổi tiếng thêm nữa, ai mua có sầu riêng bán thì cứ liên hệ anh Dũng nhé. Số điện thoại để màn hình lúc nãy đọc ấy. Mua giá cao mà nhiều ưu đãi cho bà con nữa. Anh Thủy ơi. Bắc thang đây. Bắc thang đi. Bắc thang lên cắt sầu riêng đi. Anh Phới là chủ vườn nhưng mà rất là năng nổ nhiệt tình luôn. Để con dấu xác mà nó đặt lại rồi mất dấu. Phơi Phới hả? À, Phơi Phới đó. Anh phải có một con đặt tên là Phới, anh Phơi. Phơi Phới. Phơi luôn á. Phơi luôn. Cũng may bữa nay trời nắng đẹp rồi. Đây. Trời nắng đẹp anh em làm việc cũng có hiệu quả, năng suất cao nữa. Nay có giờ làm vô là trời phải nắng thôi. Đúng rồi, phải rồi. Nắng mới vô được chứ, mưa thì chắc cũng... Trời mưa mà giờ làm một quay như vậy là không được đâu. Đẹp nha. Quá quá trung mánh luôn bà con. Quá mà dây ta cột cho nó an toàn, cành nó cắt hết. Dây này anh đừng cột dây này, anh cột dây kia kìa. Gì vậy phải không? Dây cước ấy, cước mình phát cỏ này. À. Cột cái dây này cho cành khỏi gãy hả anh? Cái, chống cái trái nó quèn như... Trái nhiều quá nó cũng gãy cành hả? Ừ, nó quèn nó gãy như hơn cái da sầu riêng đó này. À, trái như vậy mình không cột là nó ven nó nứt, mai mốt là nó bệnh cái cành này. Cũng nhiều kỹ thuật phết đấy, không đùa đâu. Kể cả là an toàn cho cành mà an toàn cho cây. Làm được quả sầu riêng được mùa như thế này cũng đâu phải đơn giản đâu. Nhất thành Phới rồi. Thấy thành quả này đâu biết được sao, đằng sau là những cái khoảng thời gian rất là đắn đo suy nghĩ. Có nhiều đêm mất ngủ suy nghĩ đúng không? Có khi nào mất ngủ chưa? Ui, dễ thương lắm mà. Mất ngủ suy nghĩ cái sầu riêng hôm nay nó bị cái này bị kia cũng... Mưa gió trở trời đêm nè. Rồi bắt đầu đón ra bông số nhị hoặc là đón trái non cái đùa lần. Tiền bỏ vô túi mới an tâm hơn. Khi nào như vậy nè. Đấy. Bây giờ được thành quả đúng không? Bây giờ là lượm lúa đấy. Bây giờ chỉ chờ lượm lúa thôi. Dũng bảo tiền vô chứ. Ở đây như khu vực thôn bảy Ngầu Vang đây trồng sầu riêng được nhiều không anh? Nhiều em. Hầu như nhà nào cũng có đúng không? Suýt nữa thì rơi. Hầu như nhà nào không ít thì nhiều cũng đều hết cho em mà. Đúng rồi. Đây là bây giờ cũng một cây kinh tế chủ lực luôn đó nha. Nói chung là bà con biển có, biển đông trồng. Anh Dũng đây đang đi tham khảo, coi cây nào cắt thì anh sẽ xa vào nha. Đấy, coi nó... Anh năm nay bốn mấy tuổi rồi mà nhìn trẻ nha. 46 tuổi rồi. 46 tuổi nhiều kiểu là 36 nha. Tại vì em ăn sầu riêng riết rồi, học già. 46 nhìn như kiểu 36 nha. Từ cơm. Cái đây là mình cắt ra như này rồi là một anh em là đi chuyên đi chuyển đúng không? Dạ. Một người là chuyên đi khuân vác đúng không? Dạ. Ba người cắt một người vác đúng không? Dạ. Rồi tí ra xe là mình bỏ vào sọt mình cân vào xe hả? Dạ. Cái đây là thợ phò thợ đây là một ngày 1,5 triệu. À. Còn cái thằng chụp thì 500. Dạ. Dạ. Ông này 1,5 triệu một ngày. Ông này 1,5 triệu ngày, cơm 3 bữa. Dạ. Đó. Công cao phết nha. Nói chung là chỉ cần cái dao với cái đôi giày với cái bao tay thôi là lương nó rất cao. Chắc em thu xếp chuyện nghề quá. À. Làm YouTube dạo này hơi khó khăn. Rồi nếu mà có ai mà có nhu cầu học nghề thì làm thợ sầu riêng thì cứ liên hệ rồi chỉ con gà lít vụ thôi. Cái này nghề để mình chỉ cái nhanh không anh nhỉ? Chắc nói chung là theo tùy theo mình, có nghĩa là mình sáng dạ thôi. Thang thang không em? Có nghĩa là mình chăm chú vô thì nó sẽ mau thôi. Ví dụ nghe cái tiếng động từng trái nó khác nhau hết đúng không? À, nó già thì nó nghe cốc cốc, rồi nó nồ nghe cốc cốc, rồi già nó nghe lọc bọc lọc bọc. Bụp bụp là được. Nghe cái tiếng khi nào nó đục đục là được. Một tiếng mà nó thanh, nó trong là chưa được. Nó có hai tiếng, một tiếng bụp bụp là tiền vô, còn tiếng cọc cọc là tiền ra. Nó bị no là cái đầu bị lỗ, tiền nó ra, còn bụp bụp già là tiền vô. Đấy, quả này bây giờ chín hết rồi. Anh Phới là người chủ vườn nhưng mà rất là năng nổ nhiệt tình luôn, giúp đỡ anh em rồi thu gom rồi các kiểu. Nhà vườn này tốt lắm nha. Nhà vườn tốt lắm ấy. Có đãi ăn cơm đồ rồi. Cơm nước ngay ngon. Là làm đi trưa là đãi ăn cơm nữa hả anh? Ừ, thì nói chung là mấy anh mình đi xa ấy mà. Sao mấy con ai cũng đi làm kiếm chăn cơm đúng không? Cho anh mua dâu kia đúng rồi. Dũng.
trên kia đây nha. Là trưa nay lành phơi đại ăn cơm hả? Ừ, có cơm rồi ngay ngon không, nó đói nó đâu cắt. Cơm củ mắm cà đấy không? Ừ. Anh em đi xa. Anh em đi làm xa thì cũng mất công ăn cơm quán. Anh em chắc cũng dễ thương. Ở tận Tiền Giang luôn mà lên đây mua sầu riêng luôn mà, đâu phải gần gũi đâu. Mắm ăn mắm mà. Ừ, có mắm ăn mắm. Nói chung là cơm củ mắm cà ăn bình dân thì ăn được nhiều cơm hơn ạ. Nói chung là mua sầu riêng mà gặp được cái vườn của ông anh này thì rất là ok, ảnh rất là dễ thương. Bán rất là dễ, rất thoáng. Ừ, thoáng. Rất vui vẻ là mình mua về là mình bán là có lời đúng không? Có lời. Đấy, cây trái nhiều, ác nhiều luôn. Như cái vườn này dự tính được cắt cỡ mấy lần anh? Chắc cỡ 3 lần nữa anh. 3 lần hả? Dạ. Trái còn nhiều quá mà, nãy hái mà em thấy còn đu đi cây còn đầy nữa mà. Nói chung là nó từ củ bông từ trong một cây nó củ bông từ 10 ngày đến 15 ngày mà. Dạ. Cái xuống nó sổ bông á. Quá nhiều trái kinh khủng không? Dạ. Cái này là dài thế, ổn định chứ Dũng ha. Cái tơ này quá đẹp luôn, hái xong lá còn xanh ri luôn à. Mọi người xem lá này. Xanh mướt mùng mượt luôn. Nói chung là cái cuốn ngoài kia cái cành kia thấy nó thắt dữ vậy. Nói chung là chăm được cây sầu riêng đây là cũng phải là một quá trình, không phải đơn giản đâu nha, được cây sầu riêng như này. Một cái đoạn đường dài nó nói chung là mất khá nhiều tiền rồi đấy, đúng không? Ừ. Nói chung là nó thành quả cái này là chăm sóc rồi nói chung như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Dạ. Chứ còn nhiều cái có nhiều người họ bỏ tiền ra đầu tư ra nhưng mà kiểu nó bị bệnh bị này bị kia đó. Nói chung là cái sầu riêng á thì em tại vì em đi làm ngoài cái bộ phận của em chứ cái sầu riêng sợ nhất là cái đi đọt đó. Dạ. Có làm gì làm mà hết tới giờ mà em có làm cho tốt cho máy mà nếu mà sầu riêng mà đang ra quả trái non trái đồ mà đi đọt là cũng như công cốc rồi. À, là nó rụng hết rồi. Ừ. Nó khó khăn nhất là cái giai đoạn đó anh. Ừ. Giờ thành quả này là nắm chắc tiền trong tay rồi đúng không? Ừ, giờ này thì bắt đầu của là thành công tới nơi rồi đó. Giàu là không bao giờ cạn kiệt đúng không? Không thời cơ đến là không bao giờ cạn nổi. Giai đoạn đây là nói chung là về của điểm an toàn là chính thôi mà. À, giờ là được lượm tiền đấy. Ừ, giá cả thì anh chốt nó như vậy rồi đó. Dạ. Yeah. Ừ. Nhưng mà anh em cái một cái số tiền rất là lớn cho một vườn sầu riêng tầm cỡ vườn của anh tầm cỡ 150 cây hả anh? Ừ. 150 cây mà một lần thu như thế là nửa tỷ thì nói chung là cái giá trị kinh tế nó cao hơn cây cà phê gấp 10 lần nha, nhiều lần nha. Giờ mà hiện có bây giờ thì như vậy cây ăn trái nó dày còn giá cà phê như năm ngoái năm nay thì giá cà phê thì nó ổn định á, nếu mà cà phê rồi giữ mà cái giá kiểu này cho bà con á còn tốt nữa. Bà con đỡ khổ đúng không? Bà con đỡ phải phá cà phê và trồng qua sầu riêng đúng không? Ừ. Ở đây có nhiều hộ mà phá cà phê trồng sầu riêng cho anh? Ít lắm em. Nói chung là ở đâu thì á chứ còn ở Ngọc Văn mình đây là thường thường là bà con thôn bảy á. Dạ. Là thường thường là ít có phá cà phê ra mà để trồng sầu riêng. Trồng sen qua thôi đúng không? Trồng sen canh vô em mà. Ừ. Từ hồi giờ cái gốc mình nó vậy mà. Dạ. Yeah. Chứ trồng được cây cà phê ngày xưa lên kinh tế mới lên đây mà trồng được cây cà phê cũng đâu phải đơn giản đâu. Thấy ngày xưa bà con mình đó. Ừ. Trồng cây cà phê xuống còn phải tía bắp này, đúng không? Dạ, yeah, tía bắp sen vào trong đó. Ừ. Cho nên bà con mình làm cái gì đó, bắt đầu hết cây cọc rồi sầu riêng. Dạ. Thường hợp là người đắp nhiều á. Là họ mới quay phim phá ví dụ như đất nhiều họ làm một hát riêng. Dạ. Yeah. Còn như anh bây giờ đó, sau khi mà cây nó lớn rồi bắt đầu anh mới phá mà. Dạ. Yeah. Ừ. À, chào anh nha, hello anh ở đâu đây? Gia Lai không nhận ra mình à? Không biết. Úi dừng kia. À, Tôn à. Đấy, trái này to này, wow trời ơi, đã chưa? Thấy chưa? Mấy cái này chưa đủ tuổi anh? Không, cái này được sau em. Đấy nè. Từ từ em qua Dũng ơi. Để em phơi qua kia ra rồi đập lấy. Cái này phải đeo qua tay rồi đàng hoàng hết chứ không nó chích vào trong tay có rồi chảy máu luôn. Ba cái này là từ đâu máu đó liền. Ừ.
bởi vì nó cây sầu riêng mà. Đó, cái đó được đó, em nghe cái đó được đó. Em mới đi học nghề nên mà em nghe cái đó là thấy được đó. Biết luôn. Lên luôn. Quá chủ. Ừ, lại nghe cái tiếng, nghe cái tiếng nó đục đục đúng không anh? Bụp 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 bụp. Đấy. Nghe nó cỡ liền à. Này, đó chưa? Hay để đây tí nữa em kia thì sẽ đi bỏ vào trong vỏ vác ra xe nhé. Ồ, cài đây nữa đây. Mình cột dây sợ nó gió lung lay đúng không? Ừ. Gió lung lay rớt đúng không? Rồi. Mà giờ cái gió to quá nó cũng rớt đó nha. Đúng rồi. Cột dây nó chắc cú đi. Cột dây là theo phải nếu mà kỹ á thì cột cái dây nó mới vô an toàn này. Dạ. Yeah. Mà trường hợp như gặp mà xui rủi như bà con ở Đắk Lắk kia là nó bó tay. Gió quá hả? Gió lốc vừa rồi đó. Ồ. Nó cho bây giờ tới cái giai đoạn nó chuẩn bị thu rồi, nó cây nó đổ xuống rồi. Dạ. Yeah. Thu á. Ồ, cái này cũng quá nhiều luôn. Kiếp ra. Kiếp đấy. Mình đi mua mình gặp vườn như này mình cũng thích đúng không? Đây. Đi mua mà gặp vườn nhiều trái, trái đẹp này cũng thích chứ đúng không anh? Đúng rồi. Mê luôn ấy. Mình đi quay phim mà thấy này cũng mê luôn à. Chung mình làm vườn cũng hôm mà người đi mua là phải có lời. Đúng không Dũng? Đúng rồi, đi mua phải có lời chứ. Có lời thôi. Đi mua mà không có lời thì đi mua làm gì đúng không? Ừ. lúa là không chơi. Ai cũng trang trải kiếm cuộc sống mưu sinh tất cả vì con tương lai con em chúng ta đúng không? Đúng rồi. Đó chứ vậy chứ gì chuyện nào mình bán bỏ tiền vô túi mới chắc. Đó như đồng chí Dũng nói rõ sai lầm cái cốc cốc là tiền ra đó. Mít mít là tiền vô. Giờ cái gõ thôi. Gõ rồi từ đầu mùa giờ mòn mấy con dao rồi anh. Ngày 2-3 ngày đổi cái chứ. Dạ. Yeah. 2-3 ngày đổi cái thôi. Dạ. Yeah. Mà canh tánh xa một góc một xíu. Dạ. Yeah. Là nó rớt luôn. Lúc gặp cái chín vậy mà. Nó rớt nó len ra ngoài. Rớt cái lỗ đầu. Chết đó. Đấy. Quá ngon luôn. Thì đó là hai trái đó là quốc lưu được rồi. Mình thấy cái màu là cái nhìn cái da của nó đó. Nhìn da của nó nở nở ra đó. Rồi. Là mình biết. Chưa à? Học trò bắt đầu tài ba chúng mới đi mà mới đi bị cướp nghề rồi cái màu luôn rồi. Quá tài nhìn cái da nó nở nở ra đó nghĩa là gai cái này là nó tù tù thì được đúng không? Nãy em để em nhìn anh hái toàn là mấy cái cá này da căng này tinh ý một xíu nhìn cái chỉ của nó đó. Nó tù tù tí nữa là nó không có nhọn hay là được chứ là anh Dũng là chiều này mắc nghề rồi. Kiểu này mai mốt vùng Ngọc Vàng thay thế chứ. Rồi đã được rồi, đó. Mới đi hàng thứ 3 thôi nhưng mà số lượng trái sầu riêng khá là nhiều rồi. Để mình qua đây mình xem trước cái này đánh dấu cho tí nữa anh Dũng qua anh hái nha. Ồ cái này trái cũng quá nhiều luôn à, những cái này này gai nó ra như này rồi này. Cái nó to như này là được rồi. Những cái này là được hết rồi. Ừ, quá nhiều trái luôn. Anh Dũng đi mua sầu riêng này chắc lâu lâu mới về nhà một lần nữa. Dạ, mấy tháng rồi. Mấy tháng một lần. Em vừa rồi đi một chuyến ra Tây Bắc bây giờ đi 3 tháng rồi bây giờ mới về. Anh hả? Mới về. Ồ, ghê à? Về được 2-3 ngày này. Rồi đi quay sầu riêng luôn cho mọi người xem này. Ủa anh đi có mình không à? Đi có đoàn nữa anh, đi có mấy anh em đi cùng nhiều lắm. Đi lần vô là tại vùng xứ Nghệ rồi mới đi về đây chứ. Đúng rồi, đi vô Nghệ An rồi mới về. Đi dần dần vừa đi vừa quay phim mà. Gặp cái gì trên đường hay quay chia sẻ cho mọi người xem. Sắp tới thì chia sẻ nhiều về những cái video về địa phương của mình hơn. Ví dụ như là nền nông nghiệp nè. Thứ hai nữa là du lịch nè. Thì mình sẽ làm nhiều video hay về địa phương mình để mình quảng bá du lịch cũng như là chia sẻ nhiều cái nền nông nghiệp của địa phương mình cho nhiều người biết. Đây là cái duyên, cái dịp đây luôn này. Đúng dịp, đúng duyên luôn, về một phát vô vườn của anh Phới luôn, gặp luôn anh Dũng luôn. Cái duyên nữa là trời cũng thương, trời nắng, đoạn mưa mà trời nắng rồi chứ hả? Mấy nay mưa là bầm, tự nhiên hôm nay là nắng đúng không? Ừ. Rồi, đây mới cầm chưa? Gặp già làng cũng là hiếm rồi mà lại à. Trời nắng ráo nữa chứ không? Ừ, quá ngon, quá đẹp luôn. Cây còn tơ nhìn đã nha.
Cái loại giống cây này chắc thu chắc cỡ vài chục năm anh Phới nha. Ừ, nó chăm sóc đừng chết là nó ra thành cây cổ thụ luôn. À thế à? Ừ. Cái này gọi là ri sau đúng không? Thái em. Thái à? À. Ri sau là giống khác nữa. Ủa, thái màu thon ấy, lép á. Trái nào trái nấy nhìn đã nha. Em ăn mới có sáng hai muối thôi mà. Ngán ha. No. Mình chưa ăn mình thấy thèm, nhưng mà cuối cùng ăn được hai muối là thấy nó no rồi, muối nó to quá đấy. Cái tép nó to. Trái to chà bá thế này mà. Cây này thu được nhiều nhờ, cây này thu nãy chục trái rồi, 2, 4, 5, 9 trái rồi, 10 trái này. Tùy theo cái củ trái nó yeah. Ồ, cái này thấp này. Cái này đứng dưới hái thì không cần lên trên trên nữa. Nhưng mà quả này nhiều cái trái nhỏ nha. À, cái kia đấy mấy trái to nằm trên cao hết rồi kìa. Thử muối đúng không? Ây da! Để thử đúng không? Ừ, thì thử mấy trái đó là bỏ hả? Thì tí gom hết cho em mang về nhé. Gom hết cho em mang về chứ để chín em mang để phí. Hấp cơm. Còn ví dụ như ấy là một là nướng, hai là mổ ra hầm thịt. Dạ, anh cứ xương đó. Nếu ăn cái khẩu vị hợp với như đồng chí Dũng đây là bắt đầu. Ô trời ơi. Anh cứ bỏ riêng đi, tí nữa em đi gom. Tí em gom mấy trái nào anh thử rồi em lấy hết về. Nhưng mà vườn nào mình cũng phải đi thử như thế đúng không? Đúng rồi. Ấy dạ. Không thử nhiều khi nó nhiều cái lỗi phải không? Dạ. Nếu cây nào bị lỗi mình không hái cây đó hả? Đúng rồi. Để vài bữa hả? À, để vài bữa nữa. Và hái nhưng mà chưa đến tuổi đúng không? Dạ. Đấy, nghe tiếng nó đục đục là được rồi đấy. Bụp đó tiền vô đấy. Có trái không cần gỗ luôn, nhìn là biết luôn không? Dạ. Nhìn gai của nó là nó kiểu như nó màu nó sậm á. Sậm lên màu đấy rồi, gai của nó là nó không có bị nhọn nữa. Em đi nãy giờ có mấy tiếng đồng hồ thôi mà em đã biết nghề rồi. Được rồi, nói chung là biết rồi đấy. Mấy em mấy trái gai như này này. Hết vườn anh là bắt đầu chuyển nghề luôn ha. Ừ. Giờ là ha. Chuyển nghề luôn hả? Chuyển nghề luôn đi. Qua đi thu mua sầu riêng luôn. Ừ. Thu mua luôn. Nếu cô cần hợp đồng với đồng chí Dũng nữa là mi cô có cơm á. Thiếu thì nó to á. Một xíu là thiếu cơm phải không đồng chí Dũng? Dạ. Cây này hay ở dưới trái nhỏ ở trên trái to ác nha. Thường là cái chất dinh dưỡng nó nuôi đem trên cao trước em à. À, từ trên cao nuôi xuống đúng không? Ừ, trên cao nó nuôi xuống. Vườn sầu riêng quá đẹp luôn. Đó thôi đồng chí. Vườn sầu riêng quá đẹp luôn. Ăn quá xíu. Cây sầu riêng này anh đi thu có cây nào mà trèo cao chưa anh? Có chứ anh, cao vì như vậy vùng bên Đắk Lắk là cây cao đúng không? Dạ, nhưng mà em thật sự ra là chỉ leo mấy cây thấp rồi thôi, còn cây cao để cho mấy anh em leo chứ em leo không nổi. To quá mà đúng không? Dạ. Leo lên trên gãy cây. Chỉ hỗ trợ các ba cái lùm lùm nữa. Cái vùng ở bên Đắk Lắk thì cây cổ thụ nhiều. Do bên đó người ta trồng lâu rồi đấy. Bên đó là sầu riêng ở Tây Nguyên là bên đó như đi đầu tiên phong đúng không? Dạ, bên đó nó cao nhất. Dạ. Vùng Đắk Hà Kon Tum này thì mới trồng khoảng cỡ 15 năm đổ lại đây. Dạ. Bên đó thì có rất là lâu rồi, đặc sản sầu riêng Đắk Lắk thì có được rất là lâu rồi. Nhưng mà vùng đất Tây Nguyên thì nó vùng Gia Lai Kon Tum thì cũng rất là phù hợp để trồng sầu riêng. Đúng rồi. Không những ở Đắk Lắk mà Gia Lai Kon Tum đều trồng được hết. Đó là chưa già. À, nhiều cây kìa. Cây đó giữ được kìa. Nhìn trái đây gai còn nhọn này cả nhà này. Đấy, gai còn nhọn như thế là chưa được nhé. Ôi trời ơi, cây này nó nhiều. Trời ơi. Đấy là khoảng 5-60 trái nha. Thà là thắt ra, thà là đấy. Quá nhiều luôn. Thấy không? Thử luôn hả? Ui, thử trái nữa hả? Có, giờ ok rồi. Ừ, ok rồi đó. Rồi cái bỏ ra tí nữa em đi gom. Rồi tí nữa em đi gom đem về. Cái này đem về để chín mà ăn cũng được cho anh nè. Cái này nó lò gió ra nó hư. Lò gió là hư à? Thà là em bóc mấy cái chín. Trường hợp gì hấp cơm. Hấp cơm ăn ngay thôi chứ còn để chín là không được đúng không? Nó thúi được. Nó thúi nhưng mà nó thúi mấy cái bên kia cũng thúi à? Ừ, mình để không cẩn thận là bắt đầu nó đợi nó chín đó.
Nó thúi lây mấy cái muối bên kia luôn hả? Ừ, nó thường hay nhiễm em. À, thế à? Thế là tí nữa em cầm một hai trái về thôi chứ nhiều quá về ăn không hết. Bỏ đi thì cũng ổn nha. Phí nha. Không hầm xương nướng gì cũng được. Rồi, tí nữa em cầm mấy trái về. Hỏi đồng chí Dũng này. Cái sầu riêng già làm gì cho đúng không? Không nhiều món gì đồng chí biết hết đúng không? Anh, mấy anh từ miền Tây ra là bắt đầu hiểu cái chiêu đó là mấy anh rành sáu câu rồi mà. Bữa nay có dịp về miền Tây ghé chỗ nhà anh Dũng chơi ăn bữa sông nước nha. Dạ. Em sắp tới cũng Tâm Càng. Sắp tới là đi Trung Quốc, đi các nước châu Á trước đã rồi đi xong rồi mới về đi miền Tây. Dạ. Miền Tây anh biết kênh Phạm Dũng, Phan Diễm không? Biết chứ. Đó, anh em chơi với nhau hết á. Dạ. Đợt đó có mời Sapa TV về á. Đúng rồi. Về nhà Phân Diễm với Dũng chơi. Là cái lưỡi liếm thử là nó lên đường này vậy nè. Nó ngọt này. Trời ơi, ngọt luôn cả cái cuốn luôn. Nước mặt nó chảy lên cuốn nè. Wow. Hôm nay mới biết là sầu riêng ngọt cả cuốn luôn. VIP. Ngon đấy. Chị cho thấy Dũng ơi. Chị cho thấy luôn đi anh ơi. Đi. Anh giấu nghề hôm trước sau còn biết xong rồi em... Em là em biết anh không chỉ cho em nữa em không thích anh nữa. Đây là chín cây nha. Chín cây luôn. Chín cây hả? Chín cây để riêng ra. Mình chín cây mình có để riêng ra không anh hay là chập đem ra ngoài đó là căn là mấy anh em nó sắp riêng em hả? À cái mình ừ. Mình biết cái nào chín cây đúng không? Nó chín nó à. Chín nó rụng đúng không? Chào chị nhá. Như cô trái nó chín nó rụng cuối một số. À. Ở đây này mình sẽ phân biệt ra là cây chín cây và cây cắt này. Cây chín cây là con cái cuốn của nó như này. Đấy. Đấy. Còn cái mà cắt là nó có cuốn mới hơn. Thì ra nhìn là biết. Nó là một cái chiêu này để nhận biết là trái sầu riêng chín này sống nha. Sau khi mà một hồi cắt thì đưa ra đây khoảng cỡ một tấn đây cả nhà. Bây giờ bắt đầu anh chủ bắt đầu cân nha. Tự trôi xe luôn này. Đã nha. Dốc này nó có rêu này. Mình cân một mẻ là khoảng cỡ 70-80 kg. Bây giờ đưa lên xe phải lựa một lần nữa sao mình gọi đấy anh. Đúng rồi. Hồi ấy đít rồi. Mình gọi thế để làm gì đấy? Có để kiểm tra. Kiểm tra một lần nữa hả? 58. 58. Rồi lên xe. Đau rồi. 58 kg. Nặng dã man. Rồi, xem. Cái này phải xếp ra từng trái một đúng không? Đúng rồi. Xếp kỹ càng không cho nó sức bẻ một tí là hết. Xuất khẩu mà. Thì nó có giá trị được trái sầu riêng. Xuất khẩu đi các nước. Đã nha. Anh là anh vừa là tài xế mà vừa là người cân luôn nhá. Kiểm hàng. Kiểm hàng. Lên xe. Ông chủ luôn. Chủ là ông kia chứ hay là hai cũng là ông chủ. Hai ông này chung nhau à? Ông này chị phản. Nhìn cái đống sầu riêng đã ghê rồi. Đống này anh dự đoán khoảng cỡ được hơn tấn không anh? Được. Nó chín cây cũng vài trái chứ đâu nhiều đâu nha. Đưa lên xe cái là trưa nay chủ nhà bao ăn cơm hả? Trưa nay chủ nhà bao ăn cơm. À, thế là đưa lên xe xong rồi bắt đầu về nhà chủ nhà ăn cơm xong rồi mới về đúng không? Đúng rồi. Anh em mấy lần cũng như với nhiều các ăn cơm đi về rất là đói. Thế là chủ nhà đây chuẩn bị cơm. Cứ hết cắt thì mình chuẩn bị cơm trước. Ở đây hôm nay không có quán cơm. Dạ, không có quán. Con cơm phải rau thì trắng mất khoảng cỡ 20 cây, à quên, 7 cây. Nhà khác là người ta không có nấu cơm, người ta không có thời gian á. Chỉ có nhà này thì mới nấu cơm thôi đúng không? Em phải tranh thủ sáng sớm. Nhà này là con gái chưa có, con gái đi xa hết rồi. 59. Hồi nãy 58 đúng không? Giờ 59. Còn mấy bao đây bắt đầu là bỏ lên được. Thanh niên này là người vận chuyển, nãy giờ chuyển một tấn sầu riêng này rồi. Còn trong đó còn nhiều không em? Còn mấy chuyến nữa? Còn 2 chuyến, 3 chuyến nữa. À, em người ở đâu? Đây. À. Hà Nội cho anh chị bán.
bỏ từng trái này thôi. Đưa ra xếp ra từng trái không có đổ ào được. Đổ ào nó sẽ bị hư mất cái gai của nó thì mất giá trị trái sầu riêng. À, hái là khó rồi mà giờ là cái khâu đưa lên xe cũng là khó hơn nữa. Đấy, nâng như nâng trứng ấy à. Xếp từng trái ra. Xếp theo hàng theo lối đàng hoàng hết rồi. 1, 2, 3, 4 lớp rồi. Lỡ đi quay phim rồi trưa còn tiếng đồng hồ nó ráng ở lại kiếm bữa cơm nhé. Còn giờ phút chót thì chuẩn bị giờ ăn rồi đi về thì uổng đúng không? Phí. Nấu cơm nhà rồi giờ về nấu cơm sao? Nhưng sáng giờ ăn sầu riêng cũng no rồi, đâu phải đói đâu mà. Ăn được không? Chán chưa? Em chán mà em ăn hai muối em no sáng giờ. No rồi. Cái sầu riêng này no lâu lắm. Mình bình thường mà. Dũng kia mình thuộc diện béo kìa. Yeah. Ăn hai chén mà ăn nhiều đúng không? Ăn nhiều lần. Thôi được rồi. Được chưa? Nói chung là cái đám nó ăn giặt. 64 kg. Còn hết mẹ này chắc cỡ 1 tấn là vừa nha. Vừa khít luôn. Hái thêm 1 tấn nữa cho đầy xe luôn trở về luôn lần. Ngày mai nhẹ hơn ngày mai. Ngày mai thu luôn hay sao? Hay là tuần nữa thu anh? Mai thu tiếp nữa hả? Mai thu tiếp. Vì là hôm nay đã cắt đã hết rau đầu này đâu. À, nay chưa hết rau đầu luôn. Chủ khui ra trái sầu riêng chín múp mùm mụp rồi. Ồ thơm thế. Thơm nha. Nó chín. Nó chín vào nha. Nó rụng nghe thơm ngát kìa. Ừ, thơm ngát luôn nha. Còn cái này rụng xuống nó Ôi cái này nó chín nó thơm nha. Múi muối vàng khè nha. Thôi mời mọi người nhá, ăn sầu riêng trưa đợi đó 12 giờ rồi chưa được ăn cơm cho làm nốt cho nó xong luôn để về để mưa. Thơm không hộp. Giờ làng vào làm như thế này là sầu riêng con tum sang năm này nhất Việt Nam. Chấp cả Đài Loan luôn. Đúng không? Sắp tới mình sẽ quảng bá du lịch và nông nghiệp của tỉnh nhà. Thúc đẩy du lịch cho nhiều người biết đến khu vực mình đang ở và mọi người đến đây chơi. Với lại là cái cà phê đây lên lên Đà Mạn Đắc Hà Đắc Tô ấy. Quay đến mùa là chín này. Ở đây nổi tiếng cà phê mà anh. Sao mà chín kiểu no. Mọi vùng khác cũng có vậy đâu. Ngon khiếp. Ngon. Rồi, cái này ngọt ghê. Hôm nay mưa gạo hết rồi. Từ xíu rồi hết rồi, hôm nay chở 2 tấn anh. Hôm nay cắt 2 tấn à. 2 tấn. 1 tấn rồi, từ xíu rồi cắt thêm 1 tấn nữa. Còn vài sọt nữa thôi mà trời cũng đã mưa rồi. Mưa này là có ảnh hưởng tới sầu riêng không anh? Không, bình thường thôi, mưa nhỏ không sao đâu. Dạ. Sợ mưa to. Mưa to là nó ảnh hưởng như nào nhỉ? Mất phấn. À. Cái mẻ đó bao nhiêu ký đó? 70 không? 74. 74. Kinh. Kinh như sầu nặng mà. Đây. Xếp từng trái vào đây rất là cẩn thận kỹ càng luôn. Là 4 lớp hả em? Xếp kỹ càng từng hàng, đường hàng nào ra hàng nấy. Hôm nay tính cắt 2 tấn luôn nhưng mà bây giờ trưa rồi mệt nghỉ hả anh? Mai cắt tiếp đúng không? Còn mà ở trong nó còn quá 2 tấn không? Em muốn cắt đi vài bữa nên rớt giá là. Đúng rồi. Hai tấn luôn. Đang như vậy đó. Cái này cái này là chín rồi đúng không? Cái này là chín rồi đúng không anh Phới? Chín sao đít cho nữa. Dạ. Sau đây cũng được 2 4 6 8 quả luôn này.
Mấy quả này là chín cây này, tí nữa đem về này. Mấy quả này tí nữa mình cũng xin mình đem về luôn này. Về hết bỏ uống. Phải tầm 500 kg không chú? Chắc được. Thì hấp cơm ăn. Hai trái này là về là để. Hai trái này là được để là mấy ngày là ăn được. Ôi. Ôi. Thấy ơi. Đi đây. Đây đây đây, tí đây. Em cho một tí. Dạ dạ dạ. Em mở thử cái cho biết. Để cho em. Cho tí trái nữa. Rồi xong rồi, thành quả sáng nay được chủ vườn tặng cho hai quả sầu riêng. Rồi cảm ơn anh Phới nha. Bây giờ về ăn cơm đúng không? Dạ. Rồi về ăn cơm. Lấy cái mã sầu kia chưa? Rồi, quả sầu riêng này gần gần chục ký á. Rồi sau khi thiêu sầu riêng xong rồi bây giờ về nhà anh Phới nha cả nhà. Hôm nay anh Phới sẽ đãi cho anh em là một bữa cơm. Thực ra hôm nay gồm có là trứng kho tàu và rau bắp sú luộc và canh chua cá gì đấy không biết. À, mời chị ơi cơm thôi. Anh cũng thích ăn ớt à? Anh ớt ác lắm. Em cũng món khoái khẩu của em là ớt ấy. Đấy, ngon đấy. Ok. Anh em mình thách đấu ăn ớt nha. Dạ, giờ là ớt lắm mà. Rồi, mời cả nhà cùng ăn cơm nha. Rồi, mời anh ăn cơm nha. Có cho hàng thì gắp thêm. Dạ, gắp nhiều tí anh. Đúng rồi. Rồi, canh đợi bọt chứ anh giờ là hơi. Ok, cơm này là ngon lắm rồi. Nhiều khi đi quay ở ngoài ấy, thèm bữa cơm đạm bạc như này thôi. Anh ơi, bữa cơm ăn thịt ăn cá nhiều. Mời cả nhà cùng ăn cơm nha. Rồi, mời cả nhà cơm nha. Dạ, cắt dạ. Xong rồi gì? Cắt xong rồi. Mai cắt tiếp gì? Mới xong có buôn được một thôi. Còn dạ, mai ngày mai thì làm tiếp được nữa. Mai tập nữa. Rồi, cơm cả nhà ơi. Rồi, mời mọi người ăn cơm nha. Bà có cắt sầu riêng nói giờ làm. Mời anh tài xế nha, mời anh tài xế ăn cơm nha. Anh tài xế, có làm Long Biên không? Không. À, tí chạy xe đúng không? Chạy xe. Em cũng tí bắt chạy xe nên không dám uống bia, ăn cơm thôi. Rồi mời cả nhà mình ăn cơm nha. Rồi chúc anh em ăn cơm xong rồi cả nhà. Rồi. Thì bây giờ cảm ơn anh chủ nhà đã cho một bữa cơm rất là ngon. Rồi. Rồi tạm biệt anh chủ nhà nha, anh Phới nha. Trước hết cho anh cảm ơn già làng ha. Dạ. Anh em mình có duyên lâu quá gặp lại gặp cảnh sát các sự viên đây. Dạ. Ừ. Đặc biệt là nhà anh Phới có nuôi rất là nhiều con chim câu đất đây cả nhà. Con này có mồi đúng không? Ừ. Mấy con chim lên lồng anh keo cây á. Dạ đây là mồi đúng không? Con này mồi. Đấy. Anh có mấy con mồi? Bốn con mồi. Rồi bữa sau thì đi bảy cu nhớ gọi em vô đi quay nha. Ừ để nén ráo rồi anh em tạm biệt anh nhé. Tạm biệt anh tài xế luôn nhá. Ok rồi xin chào tạm biệt mọi người nhá, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Già làng Tây Nguyên xin kính chào quý khách, tự hào là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các mặt hàng dược liệu rừng Tây Nguyên như nấm linh chi, lim xanh, linh chi cổ cỏ, bà kích tím, khúc hắc, mú tần, nấm ngọc cẩu, sâm cau, sâm tây, huyết đằng, mắc khén, hạt dỗi, mật ong rừng, măng khô, chuối cô đơn, chuối hột rừng, đảm bảo những sản phẩm được thu hái tại núi rừng Tây Nguyên. Đặc biệt có thuốc nam gia truyền đặc trị viêm xoang, dạ dày, xương khớp, thuốc yếu sinh lý, hen suyễn, thuốc trị bệnh gút. Với sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất, đảm bảo an toàn, chắc chắn sẽ làm hài lòng cho quý khách. Website gialangtayguyen.com, gialangfood.com, hotline 0328 058 111, 0328 058 333. Già làng Tây Nguyên, cùng bạn kết nối thành công.